Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 7 tháng 5 năm 2024. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 7 tháng 5, giá tiêu xuất khẩu tiếp tục tăng mạnh tại Indonesia, trong khi giá tiêu xô trong nước tiếp đà tăng cao ở các địa phương trọng điểm. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 6 tháng 5, cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu ghi nhận tăng 162 USD trên tấn với mức tăng là 3,29% và lên mức giao dịch là 4.919 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu tăng 166 USD trên tấn với mức tăng là 2,57% và lên mức giao dịch là 6.469 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 4.700 USD trên tấn. Trong khi đó, Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang với mức giá là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Với tiêu đen xuất khẩu loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít duy trì ở mức 4.400 USD trên tấn và 4.500 USD trên tấn. Trong khi đó, thì giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam ở mức 6.500 USD trên tấn. Như vậy, hiện nay nếu so sánh giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam hiện đang vẫn thấp hơn rất nhiều so với giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia và Brazil. Dự báo trong tuần này, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh trên thị trường. Thưa các bạn, sau quãng thời gian tăng nóng của cà phê, thị trường tái lập lại vị thế giá tiêu cao hơn cà phê. Hiện giá cà phê nhân ở các vùng trồng dao động trong khoảng là 100.000 đồng 1 kg. Vừa qua, giá cà phê trong nước có lúc lên tới 135.000 đồng 1 kg và bỏ xa giá hồ tiêu trong nước. Thị trường cà phê trong nước đã dần lấy lại mức cân bằng so với giá cà phê trên thị trường thế giới. Điều này phần nào cũng góp phần giúp giá hồ tiêu trong tuần này tăng ấn tượng. Tuần qua ghi nhận giá tiêu trong nước tăng tới 6.000 đồng trên 1 kg. Hiện nay giá tiêu trên thị trường thế giới cũng đang rất khởi sắc. Vụ mùa thu hoạch của Việt Nam đã kết thúc, nhưng chưa có con số thống kê sản lượng chính thức ở các địa phương, từ các cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp trong ngành. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng với mức tăng là 500 đến 1.000 đồng trên 1 kg. Theo đó, sáng nay giá hồ tiêu trong nước thu mua ở mức là 104.500 đồng tới 106.000 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 105.500 đồng 1 kg, trong khi tại tỉnh Gia Lai tăng 1.000 đồng và thu mua với mức giá là 104.500 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Kon Tum sáng nay cũng ghi nhận quanh mức là 104.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức là 104.600 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng so với phiên trước. Trong khi tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận ở mức là 105.000 đồng 1 kg, tăng 1.000 đồng. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay giá hồ tiêu thu mua với mức giá là 105.500 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức là 106.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 105.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, tính từ đầu năm, giá hồ tiêu trong nước tăng trung bình 22.000 đồng 1 kg. Nhận định về thị trường tuần này, nhiều chuyên gia cũng cho biết rằng giá cà phê thì vẫn trên đà giảm. Tuy nhiên thì hồ tiêu vẫn được hưởng lợi từ dòng tiền chảy từ cà phê sang. Do đó, đà tăng của thị trường hồ tiêu trong nước tuần này còn mạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.